cái điện thoại này. Không, em muốn anh giải thích anh nhắn tin cho ai. Không, anh nhắn tin cho ai trên Facebook. Không cần giải thích gì. Đưa đây cho em coi, đưa đây. Em vô duyên quá. Không, anh giải thích. Trời ơi, tại sao phải giải thích à? Bây giờ anh muốn cái gì? Em kỳ quá. Nói tại sao lại làm như vậy hả? Em thế là cuộc sống riêng tư của mình, đừng có đọc tin nhắn của mình nè. Ai là người đàn ông ở đây ha? Trong tình yêu quá ngây thơ, cứ yêu một mình bơ vơ, đâu biết anh hững hờ. Bao cuộc vui đã tan nơi chốn.